Mình sẽ tối nha. Mình sẽ về ở đây là 8 giờ sáng nha. Đó, mình đã vẽ xong khung giờ rồi này. Tiếp theo bây giờ mình sẽ đi trang trí cho cái đồng hồ này. Để trang trí thì ở đây mình sẽ dùng những cái màu sắc khác nhau như là màu vàng và màu xanh lá này. Đầu tiên bây giờ mình sẽ cắt màu xanh nha. Mình sẽ cắt để dán vào 4 góc. Nào, mình sẽ cắt thành 4 hình như thế này. Sau đó mình sẽ cắt thành nhà. Đây, bây giờ mình sẽ gập đôi lại, mình sẽ cắt thành 4 cái hình trái tim nha. Giờ để cắt thì mình sẽ gập đôi này lại trước để cắt cho dễ nha. Thì bây giờ mình đã cắt xong một cái rồi này. Mình sẽ cắt 3 cái còn lại tương tự như vậy nha. Cái thứ 3 này. Cái thứ 4 này. Sau khi mình đã cắt xong, giờ mình sẽ dán nó lên 4 góc của cái đồng hồ màu cam này. Đây, mình sẽ dán là 4 góc này. Mình bắt đầu dán nha. Đó. Như vậy là mình đã trang trí xong cái đồng hồ của mình bằng 4 cái hình trái tim rất là xinh xắn như thế này. Sau khi mà mình đã trang trí xong màu xanh lá rồi, giờ mình sẽ sử dụng một chút màu xanh màu vàng này. Đối với màu vàng này thì bây giờ mình sẽ trước tiên mình sẽ cắt ra một cái móc treo nha.
Sau đó mình sẽ dán vào phần đầu này. Như vậy là mình đã được một cái móc treo này, cái móc treo màu vàng đó. Tiếp theo bây giờ mình sẽ dùng đến cái bút màu nha. Mình có những cái bút màu nước này, giờ mình sẽ dùng nó để vẽ và trang trí cho cái đồng hồ này. Mình sẽ vẽ những cái hình chấm đi xung quanh đồng hồ. Đó. Như vậy là mình đã vừa làm xong một chiếc đồng hồ xinh xắn bằng giấy màu như thế này. Rất là dễ làm, mọi người có thể làm nó để trang trí góc học tập của mình nhé. Đó, và sau này, và mặt trước. Rất là dễ làm như thế này. Và video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào các video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt. Bye bye.